Rồi ok, tôi nói ok. À, em nói Hồng ơi, cái đoạn mà em đi ra đây đúng không? Xây là mình xây, xây cái này đúng không? Mình làm mình xây, mình xây mình biểu diễn được chưa? Đi về vị trí hàng ngang đây của mình. Đó là cho mình tạo dáng đây. Ok không? Cứ quên mà cứ xây sai chỗ rồi á. Ok cho anh nhàn lại lần nữa. Ok, thôi bạn về đây, mấy bạn về đây ạ. À, xong lần này là các bạn mua đồ mặc đồ nhé.